Bích Tiên thân mến, chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Tiên đi vào trụ sở Google để tham quan cái vườn rau bé bé của Google đó các bạn. Chắc mọi người ai cũng biết Google rồi ha. Mời các bạn đi chung với Tiên nha. Giờ này đang là giờ ăn trưa của nhân viên làm việc ở trong Google đó các bạn. Wow, cà chua trong Google này các bạn. Trong Google lúc nào cũng có một cái vườn trồng cây rau củ hết á. Cứ đi mỗi một cái building là có một nơi như vậy. Cà chua cháy cháy đó, lớn. Hết ở phía dưới á bé. Wow, chắc cà chua bự dữ sợ. Còn cái ô này thì có cà chua, đủ các loại cà chua bi, cà chua bự. Cà chua chắc dễ trồng nhất hay sao, thấy người ta trồng cà chua nhiều ghê. Đúng rồi, nó nhiều loại mà tại vì mà ăn ngon họ nữa. Thích ăn cà chua. Ăn ngọt lắm. Cà chua mà trồng trong vườn này lên là rất là ngọt. Cái này là sweet nè bê. Còn cái này là lá nè. Cái này chắc mới trồng lá ha. Cherry này thấy mới cây trồng nó xuống. Mới lên nè. Lá cherry cái này cây còn nhỏ. Đúng rồi, rất là nhiều loại khác nhau. Bắt đầu ra hoa rồi đó. Cây điêu bự dữ. Cây điêu Việt Nam mình là cái gì nè? Thì là đó. Thì là phải tỉa hết á bê, giữ một nhánh duy nhất thôi nè. Cái cây này là cây gì chắc bí đỏ quá. Còn bên này cái gì bự quá nè. Squash. Trời ơi, cái cây này nó tùm khủng khiếp luôn á. Wow. Trái nè. Bên đây nữa, cây này cây khác nữa. Trời ơi, sao mà nó khổng lồ, nó bự vậy. Cái này là zucchini nè. Một loại khác nữa, một loại squash khác nữa. Trời quá ơi, trời. Dù trên này cái bụi nó bự khủng quảng luôn. Bé, nó thấy bự lắm em bé. Trời ơi, trái bự đã chưa. Trời ơi, bự. Rồi, đây nè. Đây cây gì nữa. Nè, khiếp chưa? Tùm ghê. Một bụi nè, bự cho bà hết luôn. Quá trời luôn. Đã ghê. Trái lúp lùm lúp lùm. Trái nó lúp lùm. Trái chờ trái. Ơi. Bên bơi đậu que. Nè, có cái trái nè, đã chưa? Wow. Đã quá ha. Để coi cho cái giống này. Là cây đậu biếc á. Đây nè, này nè. Dragon lingerie. Wow, cái cây cao cao đó là gì vậy mẹ?
Nó leo mà. Mẹ có thấy nó ra trái chưa? Chưa thấy trái. À, thấy rồi. Trái cũng nào, cái này hoa nó màu vàng hả? Là một cái loại đậu khác rồi. Cái này là một loại đậu khác. Đây là hoa vàng vàng. Mà cái bên đây thì hoa vàng. Bên kia thì hoa tím. Đây là vườn cây của Google. Có trồng bắp nữa nè. Mấy cây bắp còn nhỏ. Wow, bắp chưa có trái mà sao bắp ở nhà mình có trái rồi á? Chắc cái này họ trồng xuống trễ. Đó, cây bắp còn nhỏ. Cái này mẹ nói là gì bây giờ hả? À, lá đậu quế ăn phở của mình á. Mà họ phải rào lại nè, sợ bị mấy con gì nó vô nó ăn. Trời ơi các bạn ơi, cái gì? Artichoke. Wow, nó ra quá trời bông luôn. Này lần đầu con thấy cây cây này luôn á. Tiếng Mỹ thì gọi là artichoke. Còn tiếng Việt mình là artichoke. Cái lá artichoke này nè bê. Dạ. Là Việt Nam mình hái để uống trị mất ngủ á. Ủa lá lấy mà cái pha lá nước nó đắng lắm. Trà artichoke đó. Là từ cái lá. Ủa con tưởng họ lấy từ bông artichoke. Ờ từ bông ra chứ. Không, trà artichoke là cái lá rồi bông nữa. Bông. Trời ơi. Đẹp quá à. Lần đầu tiên thấy cây artichoke. Mẹ cũng có, mẹ nói mẹ trồng cây ở nhà rồi phải không? Mẹ đang thử trồng á, mà mẹ không ngờ cái cây artichoke nó bự như vậy á. Strawberry. Wow. Sao mà Google trồng sao cái trái strawberry nó bự dữ vậy mẹ? Chắc bón phân tốt. Trời, họ xài phân tốt không à? Wow. Dễ thương quá. Dễ thương quá trời luôn. Trời ơi, trái bự chân bất cứ đựng tới. Nhìn cưng ha. Trái bự dễ sợ. Đẹp dễ sợ. Tại họ bón phân tốt á. Cái dâu này có thể là loại lớn á, loại King Strawberry nó khác nha. Trời, trái này bự. Cái tay với cái trái nè, khủng khiếp chưa? Ngắt trái ăn được ta. Ba ô này là trồng dâu hết. Quá trời luôn. Bà mẹ kiếm thấy gì? Một cái trái khổng lồ nằm ở đây. Wow, bự chưa? Ồ, kiếm được một bạn quá bự. Wow. Wow, nó bự, nó núp lùm. Đã quá à. Bạn mẹ ơi, mê quá hả? Video của Tiên đến đây là hết rồi. Tiên rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của Tiên nha. Mong là các anh chị và các bạn sẽ thích và nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh của Tiên và con gái BB. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.